Hôm nay ông Vũ Ngọc Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng, xe bán tải chưa rõ danh tính người điều khiển đang lưu thông trên đường liên xã Nam Bình, Thuận Hạnh, Thuận Hà, huyện Đắk Song đã bất ngờ mất lái lao xuống mương nước. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nhẹ, xe bán tải hư hỏng nặng. Danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.